Chào các bạn, hôm nay cô sẽ hướng dẫn chúng ta lời giải của bài tập 39, sách giáo khoa trang 79. Đề bài yêu cầu chúng ta thực hiện phép tính. Vậy thì để trước khi vào bài tập này, thì cô muốn nhắc lại với các bạn một số tính chất của phép cộng trong tập các số nguyên. Thế các bạn dở lại cho cô sách giáo khoa trang 77. Chúng ta có 4 tính chất. Tính chất thứ nhất là tính chất giao hoán. A cộng B thì cũng sẽ bằng B cộng A. Tính chất thứ hai là tính chất kết hợp. Là A cộng B rồi cộng C thì cũng sẽ bằng là A cộng với B cộng C như này đúng không ạ? Và tính chất thứ ba là tính chất cộng với 0. Số nào cộng với 0 thì cũng bằng chính nó rồi. Và tính chất cuối cùng là tính chất cộng với số đối. Nghĩa là A cộng âm A thì bằng 0. Tổng của hai số nguyên đối nhau luôn bằng 0. Để vận dụng các tính chất cơ bản này thì chúng ta sẽ đi giải bài tập 39. Với bài tập 39 thì bình thường các bạn có thể thực hiện theo thứ tự thực hiện phép tính. Đó là thực hiện từ trái qua phải. Ví dụ lấy 1 cộng với âm 3 được bao nhiêu chúng ta lại cộng với 5. Đấy, xong cộng lần lượt cho đến hết phép tính đúng không ạ? Đấy, tuy nhiên thì với các cái tính chất chúng ta vừa mới nhắc lại thì chúng ta sẽ sử dụng các tính chất đó để nhóm các cái số hạng ở đây tạo thành các số tròn trục hoặc các số tròn trăm hoặc là các số đối nhau. Để từ đó là việc tính toán của chúng ta sẽ dễ dàng hơn. Cụ thể, ý A là 1 cộng âm 3 cộng 5 cộng âm 7 cộng 9 và cộng âm 11. Trong ý A này thì cô nhận thấy rằng là số 1 và số 9 có thể nhóm với nhau để tạo thành một số tròn trục. Số âm 3 và số âm 7 cũng có thể tạo thành một số tròn trục. Vậy thì cô sẽ sử dụng tính chất giao hoán kết hợp để đưa các cái số hạng mà cô muốn nhóm về gần nhau. Cụ thể, cô sẽ lấy nhóm 1 cộng với 9. Đấy, cô đưa 9 về gần 1. Như vậy là chúng ta vừa sử dụng tính chất giao hoán đúng không ạ? Đổi vị trí giữa các số hạng mà không làm thay đổi kết quả của phép tính. Tiếp theo, cô sẽ đưa âm 3 về gần với âm 7. Và cuối cùng là các số hạng còn lại là 5 và âm 11, đúng chưa ạ? Rồi sau đó cô dùng tính chất kết hợp để nhóm 1 với 9 vào với nhau này. Âm 3 nhóm với âm 7. Rồi bây giờ cô sẽ thực hiện. Theo thứ tự thực hiện phép tính là chúng ta thực hiện trong các cái ngoặc mà cô vừa nhóm trước đúng không ạ? Ngoặc vuông. 1 cộng 9 thì bằng 10 này. Âm 3 cộng âm 7 thì là cộng hai số nguyên âm rồi. Âm 3 cộng âm 7 thì sẽ là bằng âm 10. Rồi cộng với 5 và cộng với âm 11 cuối cùng. Từ đó các bạn được này. Tiếp tục chúng ta thấy 10 và âm 10 là hai số đối nhau. Vậy thì cô lại dùng tính chất kết hợp để cô nhóm hai số này vào với nhau. Và cô nhóm hai số hạng còn lại. 10 cộng âm 10 là hai số đối nên chúng có tổng bằng 0. Cộng 5 cộng âm 11 là phép tính thực hiện cộng hai số nguyên khác dấu. Thì quy tắc cộng là chúng ta lấy hiệu hai giá trị tuyệt đối đúng không ạ? Thì 5 thì có giá trị tuyệt đối là 5 này. Âm 11 thì có giá trị tuyệt đối là 11. Vậy chúng ta sẽ phải lấy số lớn hơn, nghĩa là lấy 11 trừ đi số nhỏ hơn là lấy 11 trừ 5. Rồi đặt trước kết quả dấu của số có giá trị tuyệt đối lớn hơn. Thì rõ ràng âm 11 có giá trị tuyệt đối lớn hơn. Mà âm 11 đang là một số nguyên âm có dấu trừ. Vậy chúng ta sẽ đặt dấu trừ trước kết quả mà chúng ta vừa tính được. Và cho kết quả này vào trong dấu ngoặc vuông. Rồi, 0 ở đây cộng với số nào thì cũng bằng chính nó rồi. Vậy chúng ta chỉ cần tính trong ngoặc này thôi. 11 trừ 5 thì bằng 6 đúng không ạ? Vậy kết quả này là bằng âm 6. Tương tự thì chúng ta sẽ đi giải ý B. Âm 2 cộng 4 cộng âm 6 cộng 8 cộng âm 10 và cộng 12. Vậy với ý B này thì chúng ta nhận thấy là việc nhóm tạo thành các số tròn trục, tròn trăm là khó có thể nhóm được đúng không ạ? Vậy thì các bạn có thể sử dụng cách khác, đó là chúng ta sẽ đi nhóm các số nguyên âm vào với nhau và nhóm các số nguyên dương vào với nhau. Vậy thì ở đây cô sẽ dùng tính chất giao hoán để đổi các cái vị trí của các số nguyên âm về gần nhau. Ví dụ âm 2 này, cô nhóm về gần âm 6 này và cộng với âm 10. Đấy. Còn các số nguyên dương là 4 cộng 8 cộng 12. Rồi, xong dùng tính chất kết hợp để chúng ta kết hợp các cái số hạng này vào với nhau. Rồi thực hiện
quy tắc cộng các số nguyên âm này, thì chúng ta sẽ đi cộng các giá trị tuyệt đối của các số này lại. Giá trị tuyệt đối của âm 2 là bằng 2, giá trị tuyệt đối của âm 6 là bằng 6, giá trị tuyệt đối của âm 10 là bằng 10. Đấy, rồi đặt dấu trừ trước kết quả. Đấy, chúng ta sẽ đưa cái phép tính này vào dấu ngoặc vuông. Rồi còn đây là các số nguyên dương thì cộng như các số tự nhiên bình thường đúng không ạ? Là 4 cộng 8 là bằng 12, 12 cộng 12 là bằng 24. Rồi thực hiện ở trong ngoặc này. 2 cộng 6 là bằng 8, 8 cộng 10 là bằng 18. Và có dấu trừ đằng trước nên kết quả là bằng âm 18. Số âm thì cô sẽ đặt trong dấu ngoặc và cộng với 24. Chúng ta thực hiện cộng hai số nguyên âm. À cô sẽ nói cộng hai số nguyên khác dấu. Thì chúng ta lấy số có giá trị tuyệt đối lớn hơn. À lấy hiệu hai giá trị tuyệt đối. Âm 18 thì có giá trị tuyệt đối là 18. 24 thì có giá trị tuyệt đối là 24. Vậy lấy số lớn hơn nghĩa là lấy 24 trừ đi số bé hơn là trừ 18. Rồi đặt trước kết quả dấu của số lớn hơn. Dấu của số có giá trị tuyệt đối lớn hơn. Thì ở đây 24 là số có giá trị tuyệt đối lớn hơn đúng không ạ? Và 24 là một số nguyên dương nên chỗ này chúng ta có thể đặt dấu cộng đằng trước hoặc không cũng không vấn đề gì cả. Và các bạn thực hiện phép trừ như bình thường là bằng 6 đúng chưa ạ? Độ trên đây chỉ là một số trong các phương pháp giải trong các phương pháp tính giá trị của biểu thức thôi. Ngoài ra thì các bạn còn có thể vận dụng các cái tính chất để có thể làm thành các phương pháp khác, tính toán khác mà vẫn ra cùng một kết quả như cô. Cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong các video giải bài tập sau.